Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui được gặp lại các em trong chương trình học qua truyền hình ngày hôm nay. Như vậy, ở bài học trước thì các em đã tìm hiểu về mẫu nguyên tử Bohr và thực hiện cái chương trình tính giảm mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì chúng ta sẽ không tìm hiểu bài sơ lược về Laplace, mà trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua chương 7, chương cuối cùng của vật lý 12 cơ bản là hạt nhân nguyên tử. Trong chương này, các em sẽ tìm hiểu về tính chất và cấu tạo của hạt nhân, năng lượng liên kết của hạt nhân, các cái phản ứng hạt nhân, và đồng thời qua đó chúng ta sẽ giải thích được là vì sao các phản ứng hạt nhân lại được sử dụng trong các cái nhà máy điện hạt nhân hay là thậm chí dùng để chế tạo bom nguyên tử. Và bài đầu tiên của chương này là bài 35, tính chất và cấu tạo của hạt nhân. Bài này được giảng dạy trong một tiết học và nội dung của nó gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là cấu tạo hạt nhân, phần thứ hai là khối lượng của hạt nhân. Thì như các em đã thấy, ví dụ ngôi nhà của chúng ta thì được xây dựng từ gỗ, gạch, đá, tức là từ các vật liệu nhỏ. Vậy thì gỗ, gạch, đá đó lại được xây dựng từ những vật liệu nào? Thì cùng với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu về cấu tạo vật chất thì mở rộng cái phạm vi nghiên cứu càng ngày với cả cái kích thước càng nhỏ. Vào năm 1908 thì nhà bác học Perrin là chứng minh sự tồn tại của nguyên tử. Thì khi mà chứng minh sự tồn tại của nguyên tử thì lúc này người ta xem rằng nguyên tử là nhỏ nhất, là cấu tạo nên mọi vật, và nguyên tử thì không thể chia nhỏ được nữa. Nhưng đến năm 1911 thì Rutherford nhà bác học lại tiến hành một cái thí nghiệm như sau. Ở đây ông dùng một cái chùm hạt alpha, mà lúc này cả cái nhà khoa học gọi nó là chùm nguyên tử mang điện tích dương, bắn vào một cái tấm vàng mỏng và xung quanh được bao bởi một cái màng giò. Và khi mà có hạt alpha đập vào thì cái màng giò này nó sẽ phát sáng. Thì các em cùng quan sát hiện tượng thí nghiệm. Là như các em thấy, phần lớn là các hạt alpha này sẽ đi qua tấm vàng mỏng và phát sáng ở vùng này. Tuy nhiên ở các vùng lân cận thì vẫn có một số hạt alpha nó lệch cái phương truyền và phát sáng. Thì điều này dẫn đến Rutherford đặt ra một câu hỏi, vậy hạt alpha đã vá phải cái gì? Và khi mà tìm hiểu sâu về cái này thì ông đề xuất rằng một cái nguyên tử thì nó được cấu tạo rộng, và trung tâm của nguyên tử là một cái hạt nhân có khối lượng rất là lớn. Và khi vá phải cả cái hạt nhân này thì cả hạt alpha sẽ lệch cái phương truyền, hay là lệch khỏi cái phương truyền này với góc lệch rất là lớn. Thì chỉnh đi cái thí nghiệm này mà Rutherford dẫn đến một kết luận rằng hạt nhân nguyên tử được cấu tạo là bao gồm hạt nhân và lớp vỏ electron, trong đó hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm. Thì đến năm 1911 này thì về cơ bản giải quyết được vấn đề là vì sao nguyên tử trung hòa về điện. Tuy nhiên đến năm 1932 thì khi nhà bác học Sackwith tiến hành một cái thí nghiệm bắn phá hạt nhân thì lúc này lại tạo ra các cái hạt mà nó không bị lệch trong miệng trường và từ trường, tức là các cái hạt này không mang điện, và sau này chúng ta gọi nó là hạt nơ trong. Thì theo cái dòng thời gian như vậy thì về cấu tạo của nguyên tử, trong đó có cấu tạo của hạt nhân, dần dần được sáng tỏ. Vậy thì hạt nhân nó được cấu tạo như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần thứ nhất ngày hôm nay. Như các em quan sát trên màn ảnh, đây là một cái sơ đồ hay là một cái hình minh họa về cấu tạo của nguyên tử. Thì bao gồm phần trung tâm của nguyên tử là hạt nhân và lớp vỏ electron. Thì ở bài trước các em đã học về chuyển động của electron trong quanh hạt nhân. Thì trong bài học này là chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của phân loại này. Thì ở bộ môn hóa học các em đã biết được rằng hạt nhân nó được cấu tạo gồm proton và neutron. Thì trong vật lý, proton và neutron này người ta gọi tên chúng nó là nucleon. Vậy ta có hạt nhân nó được cấu tạo từ các hạt ta gọi là nucleon, và bao gồm hai loại nucleon chính là proton ký hiệu là P và neutron ký hiệu là N. Thì proton điện tích của nó là cộng 1 lần điện tích nguyên tố, tức là cộng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Về khối lượng
là 1,67262 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Và hạt nơ trong như nhà bác học Sackwitz đã chứng minh thì nó không mang điện và khối lượng của nó là 1,67493 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Như vậy ta thấy rằng khối lượng của proton và nơ trong thì nó có cái sự tương đương nhau. Nơ trong chỉ nặng hơn rất ít so với proton. Số proton trong hạt nhân thì ta ký hiệu nó là Z, và Z này gọi là nguyên tử số. Thì ở bộ môn hóa học các em cũng biết rằng Z này đó chính là vị trí của các cái nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số nucleon trong một hạt nhân ta ký hiệu là A, và A này gọi là số khối. Như vậy các em thấy được rằng A là tổng số nucleon, Z là số proton. Vậy ta suy ra rằng số nơ trong là N sẽ bằng tổng số nucleon là A trừ cho số Z, tức là trừ cho số proton. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu cấu tạo của một cái hạt nhân bao gồm cả nucleon. Vậy thì điện tích và kích thước của hạt nhân là như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần 2. Về điện tích thì như các em thấy được rằng á, là cả cái proton thì nó mang một cái điện tích là dương 1E, tức là dương 1 lần nguyên tố, mà nguyên tử thì lại gồm Z proton. Vậy ta có rằng điện tích của hạt nhân là điện tích dương, và nó có giá trị là cộng Z nhân E, trong đó E là điện tích nguyên tố và Z là số proton. Hạt nhân có kích thước khoảng 10 mũ trừ 15 mét, tức là bán kính của hạt nhân thì kích thước rơi vào khoảng 10 mũ trừ 15 mét. Và kích thước của hạt nhân thì nhỏ hơn kích thước của nguyên tử từ 10 mũ 4 cho đến 10 mũ 5 lần. Và để dễ hình dung thì thầy có thể minh họa như thế này. Nếu thầy phóng to cái kích thước của nguyên tử lên bằng một cái sân vận động, thì lúc này cái hạt nhân nguyên tử chỉ có kích thước là bằng một trái nho có bán kính khoảng 1 cm. Như vậy các em thấy về so sánh tướng quan về cái kích thước thì hạt nhân nó nhỏ hơn rất nhiều so với nguyên tử. Chính vì vậy mà Rutherford khi mà tiến hành thí nghiệm thì ông đã kết luận rằng là nguyên tử nó có cái cấu tạo là rộng. Và phần thứ ba là ký hiệu của hạt nhân. Các hạt nhân sẽ được ký hiệu như thế nào? Thì hạt nhân X nó sẽ được ký hiệu là XZA, trong đó X là tên của nguyên tố hóa học, Z là số proton và A chính là tổng số nucleon. Như vậy X là ký hiệu của nguyên tố hóa học, Z là số proton và A là tổng số nucleon, hay chính là số khối. Thầy có thể lấy ví dụ hydro 1, 1, carbon 6, 12, oxy 8, 16 và kẽm Zn 30, 67. Và dựa vào cái ký hiệu của hạt nhân thì ta hoàn toàn có thể suy ra được cấu tạo của hạt nhân đó. Bây giờ thầy cùng các em hoàn thành cái bảng sau đây. Là ta sẽ xác định cấu tạo của hạt nhân khi chúng ta biết được cái ký hiệu của nó. Bây giờ đầu tiên là hydro. Thì như các em thấy dựa vào cái ký hiệu thì hydro 1, 1 thì tổng số nucleon của nó sẽ là 1. Số nơ trong của nó sẽ là 1. Như vậy ta có số nucleon là 1, số proton là 1, và số nơ trong thì ta sẽ lấy tổng số nucleon ta trừ cho số proton, thì ở đây 1 trừ 1 là sẽ bằng 0. Tương tự carbon 6, 12, nó sẽ có 12 nucleon, 6 proton và 12 trừ 6 tức là bằng 6 nơ trong. Oxy 8, 16 thì nó sẽ có 16 nucleon, 8 proton. Vậy suy ra số nơ trong của nó là 16 trừ 8, tức là 8 nơ trong. Tương tự kẽm 6, 30, 67 thì số nucleon sẽ là 67, số proton sẽ là 30 và số nơ trong sẽ là 67 trừ 30, tức là 37 nơ trong. Và nhìn vào bảng số liệu này thì các em có thể thấy được rằng số nơ trong của các cái hạt nhân có thể nhỏ hơn bằng hoặc lớn hơn số proton,
Thầy lấy ví dụ đối với hydro thì số neutron này lớn hơn số proton. Hay là ví dụ đối với carbon thì số neutron bằng số proton. Hay là đối với kẽm thì số neutron lớn hơn số proton. Vậy các em lưu ý điều này để tiến hành làm cả cái câu trắc nghiệm về lý thuyết. Sau đó các cái hạt sơ cấp thì sẽ được ký hiệu như thế nào? Hay là ví dụ là proton thì bản thân nó là một nucleon. Vậy ký hiệu của proton là P11. Và các em nhìn vào thì các em có thể thấy được rằng cái ký hiệu của proton nó hoàn toàn giống với ký hiệu của hydro. Như vậy hạt nhân của hydro bản chất của nó là một proton. Về neutron thì ký hiệu của nó là 0,1. Và electron thì ký hiệu của nó là -1,0. Như vậy đấy là cả cái hạt sơ cấp các em thường gặp, nên thầy đưa ra cái ký hiệu để sau này các em tiện trong quá trình giải cả cái bài tập. Ngoài ra, trong quá trình làm bài tập thì một số hạt nhân người ta có thể ký hiệu dưới dạng này, đó là C12 hoặc là C12 ở bên trên. Thì các em lưu ý khi gặp ký hiệu này thì số 12 này hay là đây, nó chính là số khối hay chính là tổng số nucleon của hạt nhân đó. Và như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong cái ký hiệu của hạt nhân. Trong quá trình cái nghiên cứu cả cái hạt nhân thì người ta thấy rằng có một số hạt nhân nó có số proton là bằng nhau. Thì trong phần 4 này chúng ta sẽ tìm hiểu cả cái hạt nhân đó. Ở biểu bộ môn hóa học các em đã tìm hiểu khái niệm đồng vị. Thì các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân mà có số proton là giống nhau và khác nhau ở số nucleon hay là khác nhau ở số neutron. Tức là nếu theo ký hiệu, các hạt nhân đồng vị là hạt nhân nó sẽ có cùng số Z và khác nhau ở số A. Thầy có thể lấy ví dụ như thế này. Hydro nó có 3 đồng vị. Và trong quá trình làm bài tập thì ta rất hay gặp cả cái đồng vị của hydro, nên thầy sẽ giới thiệu kỹ. Hydro đầu tiên đó là hydro 11, gọi là hydro thường, nó chiếm đến 99,99% của hydro thiên nhiên. Cái đồng vị thứ hai của hydro là hydro nặng, ký hiệu của nó là H12, hay tên của nó có thể gọi là deuteri, ký hiệu là D12. Nó chiếm khoảng 0,015% hydro trong thiên nhiên. Và cuối cùng là hydro siêu nặng, người ta ký hiệu nó là H13 và tên của nó có thể dùng là triti hay ký hiệu là T13. Đấy là một cái hạt nhân không bền và thời gian sống của nó là khoảng 10 năm thì sau đó nó sẽ biến đổi thành hạt nhân khác. Thì quá trình biến đổi như thế nào là các em sẽ tìm hiểu ở bài học sau. Và thay lại ví dụ thứ hai đó là carbon. Thì carbon nó có rất nhiều đồng vị, tuy nhiên nó có 2 đồng vị bền là carbon 62 và carbon 63. Như vậy đây là cả cái kiến thức cơ bản của đồng vị, cả cái hạt nhân đồng vị. Và cái phần này thì các em đã tìm hiểu kỹ ở bộ môn hóa học. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần 2 của bài học ngày hôm nay là khối lượng của hạt nhân. Đơn vị khối lượng của hạt nhân thì như các em đã thấy rằng là cả cái nucleon nó có khối lượng rất là nhỏ, lên tới 10^-27 kg. Tức là nguyên tử thì cũng tầm khoảng 10^-27 kg. Như vậy thì khối lượng của nguyên tử hay là của các hạt nhân thì nó rất là nhỏ, nên ít khi người ta dùng kg làm đơn vị mà người ta dùng một cái loại đơn vị mới, người ta gọi đó là đơn vị khối lượng nguyên tử. Và ký hiệu của nó là U. Định nghĩa U là đơn vị U có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị carbon C6-12. Và ở bộ môn hóa học các em cũng đã học cái đơn vị này, và người ta ký hiệu cái đơn vị này là DVC, tức là đơn vị carbon. Bây giờ thầy cùng các em đi tính xem thử một U nó sẽ có trị số bằng bao nhiêu kg.
Nhưng như vậy, như các em thấy được rằng á, là một mốn đồng vị carbon C6-12 nó sẽ nặng 12 gram và bao gồm 6,022 nhân 10 mũ 23 nguyên tử carbon C6-12. Như vậy ở đây ta thấy rằng 12 gram C carbon 6-12 thì nó sẽ gồm 6,022 nhân 10 mũ 23 nguyên tử của carbon này. Vậy thì bây giờ để tính khối lượng của một nguyên tử carbon, ta sẽ lấy khối lượng 12 gram này, ta chia cho số nguyên tử. Và một U thì sẽ bằng 1 phần 12 cái khối lượng đó. Vậy ta có một U sẽ bằng 1 phần 12 của 12 chia 6,02 nhân 10 mũ 23. Và ở đây vì 12 là gram trên mol nên ta sẽ được một U là bằng 1,66055 nhân 10 mũ trừ 24 gram. Và sau đó ta đổi về kg thì được 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Và bây giờ ta sẽ chuyển sang U khối lượng của các cái hạt cơ bản. Ta có electron. Khi chuyển qua đơn vị U, nó sẽ được là 5,486 nhân 10 mũ trừ 4U. Proton thì khoảng 1,00728U. Neutron thì khoảng 1,00866U. Và hạt nhân heli 24 thì nó nặng khoảng 4,00150U. Như vậy nhìn vào bảng số liệu này, các em có thể thấy được rằng là khối lượng của các nucleon bao gồm neutron và proton thì nó lớn hơn rất nhiều so với khối lượng của electron. Chính vì vậy mà khối lượng của một nguyên tử là bao gồm khối lượng của electron, proton. Khối lượng của một nguyên tử là bao gồm khối lượng của lớp vỏ electron và khối lượng của hạt nhân. Thì hạt nhân nó chiếm phần lớn khối lượng của nguyên tử. Và chính vì điều này mà ta có thể giải thích cái thí nghiệm ban đầu là khi cái hạt alpha lúc này cả cái nhà khoa học gọi nó là cả cái nguyên tử tích điện dương thì nó vá phải hạt nhân. Và vì hạt nhân nó có khối lượng lớn nên dẫn đến cái góc lịch của hạt alpha là nó lớn hơn rất nhiều so với dự đoán. Chính nhờ điều này mà Rutherford đã đưa ra được rằng hạt nhân nó có loại ăn nguyên tử, nó có loại là một hạt nhân nguyên tử. Như vậy là thầy vừa trình bày xong cho các em về đơn vị của khối lượng hạt nhân. Thì trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một nội dung mà nó được trích từ thuyết tương đối của nhà bác học Einstein, đó là mối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng. Ở vật lý cổ điển thì các em sẽ thấy điều này là một vật muốn có đồng năng thì vật đó phải chạy với tốc độ v. Một vật muốn có thể năng trong trường thì nó phải ở trong trọng trường và có một vị trí nhất định so với mốc thể năng. Tuy nhiên trong cái thuyết tương đối này thì nhà bác học Einstein chỉ ra rằng một vật mà nếu nó có khối lượng m thì nó đã có một cái phần năng lượng tương ứng. Và giữa khối lượng và năng lượng thì tỷ lệ với nhau với cái hệ số tỷ lệ là C bình. Như vậy ta có năng lượng E và khối lượng m tương ứng của cùng một vật thì sẽ luôn luôn tồn tại đồng thời và tỷ lệ với nhau. Hệ số tỷ lệ bây giờ là C bình. Và ta có cái công thức Einstein là E sẽ bằng m C bình. Đấy là một cái công thức rất nổi tiếng mà các em có thể gặp nó ở các cái bìa của các quyển sách về vật lý hay là ngay trên bìa mộ của nhà bác học Einstein. Ta cũng đưa, người ta cũng khắc cái công thức này vào là E bằng mc bình. Và bây giờ ta sẽ đi tính nếu một hạt có khối lượng m bằng 1U thì năng lượng của nó sẽ là bao nhiêu. Các em sẽ thấy nếu khối lượng m bằng 1U thì năng lượng tương ứng E của nó sẽ là mc bình. Như vậy ở đây ta sẽ thấy m này bằng 1U này và nhân với thừa số C bình. Vậy ta có năng lượng là E sẽ bằng U C bình. Và 1U thì sẽ bằng 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27 kg.
Tốc độ xế của ta là 3 x 10·8 mét trên giây. Và như vậy ta thấy U vào ở đơn vị kg, thấy xế vào ở đơn vị mét trên giây thì ta sẽ ra được joule. Và 1 mega EV thì bằng 1,6 x 10⁻³ joule. Thì lúc này tiến hành đổi từ joule qua mega electron volt, ta sẽ được một U C bình, nó bằng 1931,5 mega EV. Như vậy một U C bình sẽ bằng 931,5 mega electron volt. Từ đấy ta suy ra được một U thì nó sẽ bằng 931,5 mega EV trên C bình. Như vậy ta thấy được rằng là U này đơn vị hay là của nó là khối lượng của nguyên tử, đơn vị của khối lượng nguyên tử. Thì như vậy ta có cái lưu ý là mega EV trên C bình, tức là mega electron volt trên C bình, nó cũng sẽ là đơn vị của khối lượng hạt nhân. Và trong cái đáp án, trong cả cái bài tập sau này thì các em lưu ý là đối với khối lượng hạt nhân, người ta có thể dùng dưới dạng U hoặc là dùng dưới dạng mega electron volt trên C bình. Thì các em lưu ý để chúng ta chuyển đổi đơn vị cho phù hợp. Và trong cái thuyết tương đối, trong cái thuyết tương đối của Einstein thì có một số điều mà nó sẽ rất khác biệt so với vật lý cổ điển mà các em đã học ở chương trình vật lý phổ thông. Một cái điều khác biệt đó là khối lượng. Thay lấy ví dụ là trong chương trình vật lý cổ điển mà các em đã học á, thì khi thầy chạy, nhảy hay đứng yên thì khối lượng của thầy là không đổi, tức khối lượng của một vật là một hằng số. Tuy nhiên theo thuyết tương đối thì khối lượng của một vật lại là một cái đại lượng tương đối tính. Và các em lưu ý, khối lượng là một đại lượng tương đối tính và m của thầy sẽ được tính bằng m0 chia căn bậc 2 của 1 trừ v bình trên c bình. Như vậy ở đây thầy sẽ giải thích m0 này là khối lượng nghỉ, tức là khối lượng mà khi các em đứng yên. M là khối lượng động, là khối lượng của vật mà khi nó chuyển động với tốc độ là v. Và các em thấy rằng vận tốc của các vật là v này thì sẽ luôn nhỏ hơn tốc độ của ánh sáng là c. Chính vì vậy cái mẫu số này thì sẽ luôn nhỏ hơn 1. Mà mẫu số này luôn nhỏ hơn 1 thì thầy suy ra rằng m sẽ luôn luôn lớn hơn m0. Như vậy có nghĩa là khối lượng động thì sẽ luôn luôn lớn hơn khối lượng nghỉ. Vậy khi các em chạy hay là các vật chuyển động với tốc độ v thì khối lượng sẽ tăng lên. Vậy thì bây giờ thầy sẽ ví dụ thầy chạy với tốc độ là 30 km/h. Vậy thì vì sao khối lượng của thầy nó lại không thể tăng lên? Thì điều này các em có thể nhìn vào biểu thức là vì đối với các cái vật thì khối, đối với các cái vật thì tốc độ của nó sẽ nhỏ hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng. Ví dụ thầy chạy với tốc độ là 10 mét trong một giây thì nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với c là 3 × 10·8 mét trên giây. Vậy thì lúc này cái hệ số ở phía dưới này là gần như bằng 1. Vậy thì m lúc này sẽ bằng m0. Như vậy ta thấy rằng cái thuyết tương đối này nó bao trùm luôn cả vật lý cổ điển, là đối với các vật mà tốc độ mà nhỏ thì khối lượng là gần như không thay đổi. Và như vậy thầy có m0 là khối lượng nghỉ thì nó sẽ tương ứng với một cái lượng năng lượng là năng lượng nghỉ, E0 bằng m0c bình. Tương ứng m là khối lượng động thì lúc này thầy có năng lượng tương ứng với khối lượng m là E bằng mc bình, thầy gọi nó là năng lượng toàn phần. Và ta thay vào m sẽ bằng m0 chia căn bậc 2 của 1 trừ v bình trên c bình. Vì v này là nhỏ hơn c nên cái mẫu này luôn nhỏ hơn 1. Mẫu này thường là nhỏ hơn 1. Vậy thì thầy sẽ có là e này sẽ lớn hơn e0. Như vậy là khi các em đứng yên, năng lượng của các em là e0. Khi các em chuyển động thì năng lượng của các em sẽ là e. Vậy ta có được rằng e lớn hơn e0. Vậy thì cái phần năng lượng dư ra đó
giữa E và E0 thì sẽ có một cái phần năng lượng dư ra. Thì năng lượng dư ra đó ta gọi là động năng của vật. Và nó sẽ được tính bằng V đôi D bằng E trừ E0, tức là bằng M trừ M0 nhân cho thừa số C bình. Như vậy là trên bảng của các em là một số lưu ý mà khi ta vận dụng thuyết tương đối. Đầu tiên là khối lượng là một đại lượng tương đối tính. Ta có khối lượng nhì và khối lượng đồng thì ta sẽ có năng lượng nhì và năng lượng toàn phần. Phần chênh lệch giữa năng lượng toàn phần và năng lượng nhì thì ta gọi nó là động năng. Như vậy là thầy vừa trình bày xong cho các em nội dung của cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ phần còn lại là chúng ta sẽ tiến hành giải quyết một số cái bài tập vận dụng. Và câu bài tập vận dụng đầu tiên là hạt nhân urani 92238 nó sẽ có cấu tạo gồm: câu A, 92 proton 238 neutron. Câu B, 92 neutron 238 nucleon. Câu C, 92 proton 146 neutron và 92 neutron 146 proton. Thì ta nhớ lại ký hiệu của hạt nhân thì nó sẽ là 92 proton và 238 nucleon. Vậy để ra số neutron thì ta sẽ lấy số nucleon trừ cho số proton. Vậy thầy có 92 proton, 238 nucleon và sẽ là 146 neutron. Như vậy đối chiếu các đáp án thì ta thấy đáp án ở đây sẽ là câu C. Bài tập vận dụng số 2 của chúng ta như sau. Các đơn vị của cùng một nguyên tố thì câu A có cùng khối lượng, câu B có cùng số Z khác số A, câu C có cùng số Z cùng số A, câu D có cùng số A khác số Z. Như vậy các em nhớ lại khái niệm đơn vị, đó là những cái hạt nhân mà có cùng số proton, tức là cùng số Z, nhưng mà sẽ khác nhau số neutron hay là khác nhau số nucleon, tức là khác nhau số A. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là cùng số Z và khác số A. Vậy câu này đáp án đúng sẽ là câu B, cùng số Z và khác số A. Bài tập vận dụng số 3. Tổng số nucleon và electron của một nguyên tử X là 82. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vậy thì hạt nhân của nguyên tử X có bao nhiêu nucleon? Thì như các em biết rằng một cái nguyên tử thì nó sẽ gồm lớp vỏ electron và hạt nhân thì bao gồm các nucleon là proton và neutron. Đồng thời ở bộ môn hóa học các em cũng biết rằng số electron và số proton là sẽ bằng nhau và bằng Z. Như vậy ở đây tổng số nucleon và electron của một nguyên tử là thầy sẽ lấy số electron cộng số proton cộng cho số neutron. Nhưng mà vì số electron và số proton bằng nhau, như vậy tổng của electron và proton thì nó được là 2Z. Còn số neutron sẽ là N. Vậy thay có 2Z cộng N bằng 82, ta có phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai là số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Thì dự kiện này ta sẽ thấy được số hạt mang điện đó chính là tổng của electron và proton. Như ta biết là electron mang điện tích âm, proton mang điện tích dương. Như vậy số hạt mang điện sẽ là tổng của electron và proton là 2Z, trừ cho số hạt không mang điện là neutron N bằng 22. Ta có phương trình số 2. Và như vậy từ 1 và 2 tiến hành giải hệ phương trình thì ta sẽ ra được Z bằng 26, tức là có 26 proton, và N bằng 30, tức là 30 neutron. Như vậy tổng số nucleon của hạt nhân này là 26 cộng 30, tức là bằng 56. Đáp án của chúng ta sẽ là câu C. Bài tập vận dụng số 4. Trong 59,5 gam urani 92238 sẽ có bao nhiêu neutron?
cho hằng số Avogadro là 6.02 × 10^23 mol trừ 1. Khối lượng mol nguyên tử của urani là 238 gram trên mol. Vậy thì chúng ta phải tính được số nơ trong. Mà để tính được số nơ trong thì bước đầu tiên là chúng ta phải tính được số nguyên tử urani 92238. Thì theo Avogadro là cứ một mol nguyên tử hoặc phân tử thì sẽ có 6.02 × 10^23 mol nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Vậy ở đây các em sẽ thấy này, số mol của urani là 59.5 × 238, tức là ta được 0.25 mol. Vậy từ đây thầy suy ra được số nguyên tử hay chính là số hạt nhân nguyên tử sẽ bằng số mol nhân số Avogadro, và nó sẽ ra được là 1.505 × 10^23 hạt nhân nguyên tử urani. Và bây giờ cứ mỗi hạt nhân nguyên tử urani thì sẽ có 238 − 92 nơ trong. Vậy thì ta sẽ lấy số nơ trong của một hạt nhân nguyên tử này, ta nhân với số nguyên tử thì ta sẽ ra được tổng số nơ trong. Như vậy ở đây ta sẽ lấy 238 − 92 nhân cho số hạt nhân này là 1.505 × 10^23, thì ta sẽ ra được là 159,5 gram urani 92238 sẽ có được là 2.1973 × 10^23 nơ trong. Và đây là bài tập vận dụng số 4. Bài tập vận dụng số 5. Hạt nhân heli 24 có khối lượng nghị là 4.0015 U. Vậy năng lượng nghị của nó sẽ là bao nhiêu? Và để làm được bài tập này thì các em nhớ lại hệ thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng là E sẽ bằng MC bình. Vậy thầy sẽ có được là năng lượng nghị của vật E0 sẽ bằng M0C bình. Và như vậy là M0 của ta là 4.0015 U nhân cho thừa số C bình. Mà như thầy đã lưu ý, khi giải về khối lượng và năng lượng thì 1 U C bình ta sẽ thấy bằng 931.5 MeV. Vậy ta thấy vào thì ta sẽ được là khối lượng nghị, năng lượng nghị của hạt nhân heli 24 bây giờ là 3.727.3973 mega electron volt. Và để đổi về joule thì các em lưu ý 1 mega ev là sẽ bằng 1.6 × 10^13 joule. Như vậy ta tiến hành đổi về đáp án joule thì ta sẽ lấy là khối năng lượng dưới dạng mega ev, ta nhân cho 1.6 × 10^13 joule. Vậy kết quả cuối cùng ta được là 5.9638 × 10^10 joule. Vậy ở đây thầy lưu ý các em là năng lượng có thể để ở dạng đơn vị mega electron volt hoặc là đơn vị joule, thì các em nắm cái thao tác để chúng ta chuyển đổi giữa các cái đơn vị, chọn đáp án trắc nghiệm cho đúng. Và bài tập cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay là một hạt thì có khối lượng nghị là M0. Thì theo thuyết tương đối, đồng năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0.6C, bởi C là tốc độ ánh sáng trong chân không, là bao nhiêu? Thì để làm bài này, các em lưu ý là ta sẽ phải đi tính đồng năng. Thì đồng năng với đôi D của ta là sẽ bằng M trừ M0 nhân cho thừa số C bình. Vậy để tính đồng năng, đầu tiên ta sẽ đi tính khối lượng đồng của vật. Như vậy khối lượng đồng của vật là M sẽ bằng M0 chia căn bậc 2 của 1 trừ V bình trên C bình. Như vậy ở đây là ta sẽ thấy V này là 0.6 của C, và tiến hành bình phương lên thì C bình và C bình sẽ rút gọn. Vậy trong này là còn lại 1 trừ 0.6 bình phương lấy căn thì nó sẽ được 0.8. Và các em sẽ bấm máy tính để ra được là M sẽ bằng 1.25 của M0. Và lúc này đồng năng của ta là V đôi D sẽ bằng E trừ cho E0, tức là M trừ cho M0 nhân thừa số C bình. Trong đó M là 1.25 M0 trừ cho M0 thì nó sẽ còn lại là 0.25 M0 và nhân cho thừa số C bình. Vậy kết quả cuối cùng của ta là đồng năng là bằng 0.25 M0 C bình. Như vậy là thầy vừa trình bày
Với các em, nội dung của bài học ngày hôm nay thì tiểu học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin tất cảm ơn tất cả các em đã theo dõi và hẹn gặp lại các em vào bài học sau. Xin cảm ơn.